10 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn 10 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Vậy thế nào là một quốc gia đáng sống? Câu trả lời dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Lurgerton, một viện nghiên cứu có trụ sở tại London. Cụ thể là một quốc gia để được xem là một nước đáng sống hay không phải đáp ứng được các hạng mục là tăng trưởng kinh tế, tự do cá nhân, sức khỏe, giáo dục, sự giàu có và chất lượng cuộc sống và phúc lợi cá nhân. Vậy bạn có tò mò xem 10 quốc gia đáng sống đó là những quốc gia nào không? Cùng đón xem video sau đây nhé! Ireland. Ireland chiếm phần phía nam của đảo Ireland ở Bắc Đại Tây Dương. Nó chỉ giáp Bắc Ireland, một phần của Vương quốc Anh ở phía Bắc. Đất nước này thường xuyên được xếp hạng giữa vị trí số 10 và 15 do điều kiện giáo dục, tự do cá nhân và an toàn trong nước. Ireland tự hào có GDP bình quân đầu người cao và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Phần Lan. Đất nước nằm ở khu vực Bắc Âu này mặc dù có diện tích nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu. Phần Lan nổi tiếng về giáo dục và luôn đặt giáo dục làm trung tâm, nên là chính phủ này luôn có nhiều chính sách khuyến học, học bổng cho các sinh viên trên khắp thế giới. Đây cũng là nước giữ một số lượng lớn các giải thưởng Nobel và phát hành một lượng lớn các ấn phẩm tạp chí chất lượng quốc tế ra thế giới. Thụy Sĩ. Bí quyết để cho người dân nơi đây luôn cảm thấy hạnh phúc, mạnh khỏe, đó là các nhà chức trách đã đầu tư rất tốt vào vấn đề giáo dục, y tế và các phúc lợi tuyệt vời cho công dân của mình. Trong lĩnh vực kinh tế thì Thụy Sĩ là quốc gia được đánh giá cao về tự do thương mại, thu hút đầu tư, có môi trường kinh doanh gần như lý tưởng. Hà Lan. Hà Lan xếp vị trí thứ 4 trên 10 quốc gia tốt nhất thế giới nhờ vào chỉ số văn hóa, trật tự, sự thịnh vượng và bình đẳng, y tế, an sinh cao. Hơn thế nữa thì chính phủ nước này luôn giữ cho các mục tiêu này đi đúng hướng để có tác động tích cực đến toàn cầu. Hà Lan cũng được đánh giá rất cao về tự do đi lại, không gây khó khăn trong việc cấp thị thực cũng như tự do báo chí. New Zealand. New Zealand luôn được thế giới nhắc đến như một quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển và có ý thức cao trong biến đổi khí hậu, nhất là hạn chế phát thải CO2 vào khí quyển. Rất nhiều người dân ở đây sống trong các ngôi nhà thân thiện với môi trường và sử dụng các sản phẩm ít rác thải để giúp bảo vệ môi trường của Nam Bán Cầu. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, các sông băng trên núi ngoạn mục, các bãi biển tuyệt vời thu hút nhiều du khách đến đây du lịch cùng tỷ lệ tội phạm trong dân số nhỏ, New Zealand xứng đáng là quốc gia tuyệt vời để sinh sống. Thụy Điển. Thụy Điển, quê hương của tập đoàn Aiker nổi tiếng với toàn cầu, của sô-cô-la và rượu Absolut Vodka, là một trong 10 nước được đánh giá rất cao về mức độ thịnh vượng, bình đẳng, chống biến đổi khí hậu, lượng phát thải CO2 được hạn chế tối đa. Chất lượng cuộc sống của người dân Thụy Điển không có gì phải phàn nàn. Thậm chí là thời gian nghỉ dưỡng dành cho gia đình nào mới sinh con là 15 tháng cùng với nhiều quyền lợi hỗ trợ khác. Vương quốc Anh. Vương quốc Anh được xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng GCI bởi những đóng góp rất lớn trong việc ổn định trật tự thế giới, cũng như việc duy trì sự thịnh vượng, bình đẳng, chế độ y tế, an sinh xã hội tốt cho chính những người dân nước Anh. Bên cạnh đó, Anh cũng được ghi nhận là quốc gia có nền khoa học và công nghệ rất phát triển. Hiện nay thì Anh đang làm dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực giáo dục, xuất khẩu tạp chí, ấn phẩm quốc tế, nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel. Đan Mạch. Đan Mạch nằm trong danh sách đất nước tốt nhất trên thế giới, dù Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, từng bị chiếm đóng bởi Đức Quốc xã trong suốt Thế chiến thứ hai. Đất nước này cũng không nổ ra các cuộc chiến tranh nào. Lý do là vì người dân Đan Mạch thích tập trung vào các vấn đề kinh tế hơn là những mâu thuẫn quân sự. Người Đan Mạch nổi tiếng bởi sự thân thiện, cởi mở và nhiệt tình. Đan Mạch luôn dẫn đầu thế giới về chỉ số văn hóa, y tế, an sinh xã hội, xuất khẩu dược phẩm, thực phẩm cũng như là các hoạt động viện trợ, quyên góp tự nguyện cho WHO và cứu trợ nhân đạo. Vì vậy, dù là một quốc gia có diện tích nhỏ, nhưng Đan Mạch vẫn có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Canada. Canada là quốc gia Bắc Mỹ duy nhất trong danh sách này. Canada là một quốc gia phổ biến khác trong danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Canada nhận được nhiều giải thưởng về chính phủ tốt và mức độ tự do cá nhân cao. Canada là quốc gia có thu nhập cao với mức ổn định chính trị cao và chất lượng cuộc sống cao. Tuổi thọ trung bình của Canada là hơn 82 tuổi. Na Uy. Không chỉ là quốc gia sở hữu phong cảnh đẹp như tranh vẽ, khí hậu trong lành, Na Uy còn có những đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới. Đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện, cứu vớt người tị nạn và cam kết thực hiện nhiều điều ước quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Trên đây là 10 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Bạn muốn sống ở quốc gia nào? Hãy comment để lại ý kiến bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chúng mình để đón xem những video thú vị khác nữa nhé.